Bức Mona Lisa của Leonardo da Vinci là một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới, nhờ vẻ đẹp cũng như những bí ẩn xung quanh. Là chủ đề tranh luận suốt nhiều thế kỷ qua, người dân thị trấn Buriano ở vùng Tuscany của Italy tin tưởng rằng cây cầu phía sau nàng Mona Lisa chính là cầu Ponte Buriano của địa phương này. Họ đã tôn vinh nó trong chiến dịch du lịch địa phương, thậm chí còn tuyên bố trong biển chào của thị trấn rằng đó là cây cầu trong tranh của danh họa Leonardo da Vinci. Nhưng giờ đây, nhà sử học người Italy Silvano Vincetti khẳng định cây cầu ẩn hiện trong tranh Mona Lisa thực sự là cầu Romito ở thị trấn Laterina gần đó. Hình dạng đặc biệt của sông Arno dọc theo dải đất đó tương ứng với những gì Leonardo miêu tả trong phần phong cảnh bên trái của người phụ nữ, nhà sử học Vincetti phát biểu tại cuộc họp báo ở Rome vào ngày 3 tháng 5. Ông Vincetti cũng đã làm một bản dựng ảo của cây cầu Romito để so sánh những điểm tương đồng, dựa trên các tài liệu từ kho lưu trữ nhà nước ở Florence. Bức Mona Lisa được vẽ vào đầu thế kỷ 16. Trong khi đó, theo nhà sử học Vincetti, từ năm 1501 đến năm 1503, Da Vinci sống cùng với Hồng Y Cesare Borgia gần vùng Laterina. Cầu Romito đã được sử dụng từ thời đó và có bốn nhịp, giống như được mô tả trong tác phẩm nghệ thuật. Mặt khác, cây cầu Buriano có sáu nhịp và Ponte Bobbio, một cây cầu ở Piacenza mà một số người tin là xuất hiện trong bức tranh, có nhiều hơn sáu nhịp. Cầu Romito nối Arezzo, Fiesole và Florence đã trở thành đống đổ nát. Ông Silvano Vincetti cho biết ông đã nghiên cứu các hình ảnh chụp bằng máy bay không người lái về bờ sông Arno, tàn tích và ảnh chụp trong nhiều năm để xác định rằng cây Romito chính là cây ở phía sau nàng Mona Lisa. Thị trưởng Laterina, Simona Neri cũng tham dự buổi họp báo và bày tỏ sự vui mừng về viễn cảnh cây cầu này sẽ thu hút khách du lịch đến với thị trấn 3.500 dân của bà. Chúng tôi thực sự hy vọng rằng tin tức tuyệt vời này sẽ gây tò mò và thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để khởi động lại ngành du lịch tại vùng đất của chúng tôi, nữ thị trưởng nói. Kiệt tác từ thời thế kỷ 16 của Leonardo da Vinci hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Louvre ở Paris, nơi hàng triệu du khách đến tham quan mỗi năm. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.